Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Danh. Thì như mọi người cũng thấy thì Danh đang đứng ở hậu trường của chương trình Sao Nói Ngôi. Hôm nay thì Danh rất là vui và rất là hạnh phúc khi được góp mặt trong top 3 chung kết của chương trình Sao Nói Ngôi. Trước tiên đây thì Danh cũng xin cảm ơn những quý khán giả đã và đang ủng hộ và đồng hành cùng Danh. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục và đồng hành cùng Danh trên chặng đường nghệ thuật sắp tới. Và nhân tiện đây thì Danh cũng xin gửi tới mọi người một số hình ảnh hậu trường trong cái bài tập luyện phòng chung kết của Danh, trích đoạn trong kịch Nỏ Thân. Xin mời quý vị xem và nhớ, mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho Danh nhiều hơn nha. Xin cảm ơn. Và trong đêm chung kết này thì Danh sẽ hóa thân thành nhân vật Thục Phán trong kịch Nỏ Thần An Dương Vương. Sau đây là một số hình ảnh thú vị khi mà Danh chạy chương trình. Mời quý vị và các bạn đón xem nha. Hồi đó là bình phong theo làn gió, đi về cõi trần ai rồi. Tuổi thơ như nắng sớm, sau cơn mơ đêm dài, từng ngày khi khôn lớn, biết còn ai bóng mẹ là bóng tiên và dáng cha là dáng chồng nữa, ông là trời non nước rồi, âm gian tiếng trống đồng 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 ca phục huynh công chúa. Huynh còn nhớ bài thơ này sao? Nhớ đề, nhớ đề, nhớ đề.
tên này, chính mũi tên này cho cũng đã ghim vào da của anh con trai ta. Này, ta trả về cho tao một lần. Tiếng trong đồng, giữ vững đất trời Âu Lạc.